Thưa quý vị và các bạn, huyện Bắc Bình vừa tổ chức phát động tháng nhân đạo năm 2024. Với chủ đề Hành trình nhân đạo trao nhận yêu thương, hội sẽ tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, trợ giúp về nhiều mặt cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, góp phần lan tỏa, nhân lên những giá trị tốt đẹp, truyền thống nhân ái của người Việt Nam. Tại lễ phát động, các đơn vị cá nhân, nhà tài trợ trong và ngoài huyện trao bảng tượng trưng ủng hộ với tổng giá trị hơn 3,7 tỷ đồng, nâng số tiền hàng hóa của Mạnh Thường Quân hỗ trợ trong tháng nhân đạo của huyện lên 4,8 tỷ đồng. Sau lễ phát động, Hội Chữ Thập Đỏ huyện Bắc Bình tổ chức chương trình chợ nhân đạo sẽ chia yêu thương đến các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. 100 trường hợp được phát một phiếu mua tại 18 gian hàng với giá 0 đồng, đó là những mặt hàng thiết yếu và một số thực phẩm, đồ dùng khác với tổng giá trị 700.000 đồng một phần. Tháng nhân đạo năm 2024 với thông điệp Hành trình nhân đạo trao nhận yêu thương đã và đang được các cấp hội chữ thập đỏ trong tỉnh tích cực triển khai thực hiện, thu hút đông đảo tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm bằng những hoạt động ý nghĩa, thiết thực hướng về cộng đồng, góp phần lan tỏa sâu rộng những giá trị nhân đạo tốt đẹp trong xã hội. Khoảng 1 tấn rau củ quả từ thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng thông qua cầu nối Hội Chữ Thập Đỏ được vận chuyển về chi vào các túi nhỏ để trao tận tay các hộ gia đình nghèo, các tổ chức từ thiện. Hay đó là những lời dặn dò hướng dẫn sử dụng thuốc ân cần của bác sĩ sau khi thăm khám. Có thể nói, khám chữa bệnh miễn phí, những phần quà đầy ắp tại các phiên chợ nhân đạo vì cuộc sống cộng đồng là hai trong số các hoạt động tiêu biểu được tổ chức thực hiện trong tháng 5. Qua đó, thể hiện rõ sự đồng hành của mỗi cá nhân cùng chung tay xây dựng cộng đồng nhân văn tốt đẹp hơn. Mình là một thành viên và có trách nhiệm hỗ trợ trong công tác y tế, chăm sóc cho người dân địa phương của mình ngày càng tốt hơn. Chúng tôi sẵn sàng coi như là giúp đỡ rau củ quả để thêm cái dinh dưỡng cho bếp ăn. Chúng tôi giúp được 7 cái bếp ăn ở tỉnh Bình Thuận và tiếp tục đồng hành cùng với lại Chữ Thập Đỏ tỉnh trong thời gian tới. Từ năm 2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng cho chủ trương lấy tháng 5 hàng năm là tháng nhân đạo, nhằm nâng cao nhận thức, khơi dậy lòng nhân ái trong các tầng lớp nhân dân, đề cao trách nhiệm của các cấp trong công tác nhân đạo, tạo phong trào thi đua làm việc thiện sâu rộng trong các cơ quan, tổ chức và các tầng lớp nhân dân, xây dựng cộng đồng đoàn kết giàu lòng nhân ái, đẩy mạnh công tác vận động nguồn lực trợ giúp người có hoàn cảnh khó khăn. Tại Bình Thuận, thông qua tháng nhân đạo năm 2023 đã kịp thời chia sẻ, trợ giúp cho hơn 25.500 lượt người với tổng trị giá của các hoạt động là gần 7,9 tỷ đồng. Năm nay, chỉ tính riêng tại lễ phát động, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh đã tiếp nhận ủng hộ, cam kết và đăng ký ủng hộ của các tổ chức cá nhân với tổng số tiền 11 tỷ đồng. Qua nhiều năm thì cái tháng nhân đạo cũng là cái tháng cao điểm để mà toàn dân làm nhân đạo. Cho nên là nhận được cái sự ủng hộ tích cực và đồng hành gắn kết của các cái nhà tài trợ, các cơ quan tổ chức, các cái mạnh thường quân tham gia tích cực đồng hành cùng với Hội Chữ Thập Đỏ các cấp để tổ chức các cái hoạt động nhân đạo, góp phần thực hiện tốt cái chính sách an sinh xã hội và thực hiện tốt các cái chương trình giảm nghèo bền vững của tỉnh. Món quà và những viên thuốc của Hội Chữ Thập Đỏ cấp đối với bản thân chúng tôi là rất có ý nghĩa, đỡ phần tốn kém cái chi phí, tạo một cái động lực rất lớn cho con vì hiện tại là gia đình con, mẹ thì con đang thất nghiệp và số tiền này sẽ giúp cho gia đình con trang trải cuộc sống hàng ngày rất là nhiều, có giúp con hoàn thành việc học một cách tốt nhất có thể. Tháng nhân đạo năm 2024 với chủ đề Hành trình nhân đạo trao nhận yêu thương được phát động từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 31 tháng 5. Các cấp hội chữ thập đỏ trong tỉnh phấn đấu vận động tiền mặt, hàng hóa và thông qua các cam kết, thỏa thuận tài trợ để trợ giúp 15.000 lượt người có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi hành động tích cực sẽ chia yêu thương, sẽ làm tăng thêm niềm vui, niềm hy vọng của những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn để họ nỗ lực, cố gắng vươn lên trong cuộc sống.